thì băm 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 chỗ nào? Ba cái tải này, phút mốt này. Em máy băm sơ dừa B300 của công ty em nhá. Băm siêu nhanh luôn, siêu nhỏ. Mỗi giờ là nó băm được 2 tạ đến 2 tạ rưỡi đấy chị ạ. Không phải đùa đâu. Trong 2 lít của bà chị nhá. Em xin tiền, xin tiền. Rồi, em xin. Nhìn băm thuê của chú này đắt lắm. Ôi sao lại đắt, chị nói thế nào? Đúng rồi chị ạ. Đắt lắm luôn ý. Không được minh bạch nữa. Sao đây? Nghỉ rồi em ơi, nghỉ thôi. Vâng, anh cứ đi ăn trước đi. Em rửa tay nốt, lát em ra sau. Em bạn nốt cái đấy nhá. Vâng. Thời của mình tới rồi, tận dụng luôn. Alo, chị Thắm à? Vâng, em rảnh rồi, chị mang sang luôn đi. Ôi, đã bảo 2 lít là 2 lít chị cơ mà, cả giá đấy là hữu nghị rồi. Chị băm những 3 bao dừa. Thôi, nhanh lên. Em chỉ có 30 phút cho chị đấy. Nhanh lên nhá. Vâng, xong hết rồi. Nhá. Ừ. Ba trăm vì mày ta đã có 200 chuẩn bị lấy tiền. Ê, chẳng ơi. Ủa? Đây à? Bà thì băm chỗ này. Úi giời ơi, tưởng ôi nhiều. Hóa ra có mỗi cái chỗ này đấy gì? Ồ, băm chị chỗ này để chị về chị khử chát để ủ cây với cả làm lót chuồng cho đàn bò. Chị yên tâm, ba cái tải này phút mốt này. Em nói chị biết nhá, con máy băm sơ dừa B300 của công ty em nhá. Này, 9 dao băm nhá. Băm siêu nhanh luôn, siêu nhỏ ấy. Mà toa nạp chị thấy rộng không? Đấy, ném thoải mái luôn, 36 x 36 cm đấy. Bây giờ nhá, chị chuẩn bị lấy tải rồi để em băm rồi xúc vào nhá. Ok. Đây tải đây. Để hướng hướng ra đây đi, cửa xả đây đi. Đúng rồi, chị cứ hướng ở đấy đi. Này, cửa xả to như thế này chắc là không có bị tắc cái này bị vướng vào đây đâu nhỉ? Chị yên tâm, dốc như thế này tắc vướng làm sao được. Vô tư đi. Chị cứ sợ giống như thay thịt thì thay 10 mang về được có bẩn. Ui giời ơi, bà chị cứ tiết kiệm. Còn máy này không hao hụt của chị lạng nào hết nhá. 10 mang về 10 hết. Nào. Quậy thế à? Ui, con máy này của em chạy động cơ 3,5 kW đấy chị ạ. Mỗi phút nó quay được 1450 vòng. Chạy nhanh à? Em nói biết nhá. Lõi đồng 100%. Mỗi giờ nó băm được 2 tạ đến 2 tạ rưỡi đấy chị ạ. Không phải đùa đâu. Xong 2 lít của bà chị nhá. Em xin tiền. Ôi giời ơi. Đâu nhỉ?
Rồi em xin. Thơm thế. Rồi chú phụ chị cho vào trong bao với. Rồi ok chị, ok. Đấy, nhanh chưa chị? Rồi chị cảm ơn chú nhá. Vâng. Này, cho chị hỏi thế. Đã. Con máy này có đắt không? Ui, con máy này không hề đắt. Đấy, đang được trợ giá có 15.750.000 nữa chị ạ. Đấy, mà em nói nhá, cái thành phẩm này của chị nhá, về nhá, lót chuồng quá tốt luôn. Mà chị muốn ủ cây ấy thì à đây. Chị phải dùng cái sàng mắt nhỏ này đấy, mắt nhỏ hơn. Mua máy lại được tặng thêm hai cái sàng này. Thích quá gì chị nhá. Khả năng là chị phải đầu tư thêm một con máy như thế này. Tại vì nhu cầu bây giờ cần sơ dừa cũng rất là nhiều. Vâng. Chứ còn đi nhìn băng thuê của chú này đắt lắm. Ôi sao lại đắt thì chị đúng nói thế nào chị ạ. Đắt lắm luôn ý. Không đủ minh bạch nữa. Sao vậy? Chết tật rồi. Mày y bì. Lát nữa anh cho mày một lít. Shhh, bé cái mồm. Đi. Chị ơi, chị ơi, chị cứ dọn nốt cho em rồi rồi về luôn nhá. Em đi có việc gì, nhớ về luôn nhá. Về luôn nhá. Ơ à?